Vâng, xin chào các bạn. Không biết Cúc nằm đây này. Đây này, Cúc bầu này. Đây. Mình cứ tưới là đứa. Nhắc cà đi cái. Muốn làm quả ớt nữa. Chiều là ăn được đúng không? Mấy quả nữa? Mấy quả? Ít chưa? Mấy quả. Mình còn còn dưới đây này. Đúng rồi, như canh đó. Đang lấy đi, lấy đi. Lấy đi, đúng rồi. Ừ, dưới với cành bình đạm có này. Bấn đi ăn. Lấy đi. Không. Ăn nữa thì cần chi, lấy đi. Được 4 có ai chứ. Đây bên đây nữa này. Thôi. Bên dưới đúng rồi. Sâu rồi. Có đúng không? Kè các. Dẫn nó lên này. Lấy cành dẫn lên. Không cần. Dẫn lên chứ. Lấy cho thẳng. Cần. Kè cần chị dựng. Đi vô cắt đôi cái xong múi cái chưa là ăn được. Chưa. Hả? Ớt rồi tập đi đập vô. Múi xoay cái ăn được luôn. Nhờ. Có ăn được luôn không ạ? Muối cho chi? Hả? Chấm làm chi? Đừng có mấy quả to ngon ngon đó. Cứ đòi chặt đi vào người ta. Mùa đi ăn thấy ngon nhá. Mùa này ăn cà, ăn dưa, ăn với vô cơm. Đúng không các bạn? Không biết gì hết. Cà thì càng ngon, càng giòn. Cà ngon, cà giòn, cà ngọt, cà béo. Vâng, tôi sáng chặt tôi đi. Thế với hai. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Anh chọn máy in đi.
Không. Bây giờ tắt cái chỗ ni lên chỗ server đi được chưa? Bây giờ nhấn chữ control xong nhấn in view. Đúng rồi, nhấn đây rồi chọn máy in này là được. Không không, thì in là nhấn được. Đúng rồi. Vâng, xin chào các bạn nhé.